quý vị, Kharkov hiện là mặt trận nóng nhất hiện nay trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Quân đội Ukraine hôm qua đã tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi một số vị trí ở Kharkov, song thừa nhận rằng tình hình vẫn rất khó khăn. Mới đây, thì một đoàn tàu chở khoảng 1.200 quân tiếp viện của Ukraine đã bị trúng hỏa lực của Nga khi trên đường đến mặt trận Kharkov tiếp viện. Theo trang tin AviaPro Pro hôm 23 tháng 5, Nga đã tập kích bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái phá hủy một đoàn tàu chở quân tiếp viện của Ukraine từ Nikolaev đến Kharkov. Trong cuộc tấn công này, Nga đã sử dụng thiết bị mồi nhử khiến hệ thống phòng không của Ukraine bị quá tải, từ đó giúp Moscow tập kích chính xác đoàn tàu tiếp viện của Ukraine. Vụ tấn công khiến tuyến đường sắt phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine mất cơ hội tiếp nhận các đoàn tàu chở thiết bị và lực lượng tiếp viện. Theo thông tin ban đầu, đoàn tàu chở khoảng 1.200 quân nhân Ukraine cùng các trang thiết bị. Trong khi đó, hãng tin tát dẫn nguồn tin quốc phòng nói rằng Nga đã tập kích chính xác một trung tâm đường sắt mà Ukraine dùng để tiếp viện cho mặt trận Kharkov. Cuộc tấn công khiến đoàn tàu chở xe tăng bị phá hủy. Ngoài ra, Moscow cũng tập kích một cơ sở được dùng làm nơi huấn luyện cho quân nhân Ukraine vận hành thiết bị không người lái. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại vừa cho biết, quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát tác chiến ở các khu vực mà Nga đột kích trước đó ở phía bắc tỉnh Kharkov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 24 tháng 5, sau cuộc họp với các chỉ huy quân đội và quan chức địa phương ở Kharkov rằng, Lực lượng của chúng tôi đã giành lại được quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới Kharkov mà Nga đã tiến vào trước đó. Cùng ngày, quyền phó cục trưởng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Ihor Korenko cho biết, Ukraine đã chặn đứng quân đội Nga ở Kharkov và bắt đầu phản công. Hiện tại thì các lực lượng của Nga đã bị chặn, tình hình được kiểm soát và chúng tôi đang tiến hành các cuộc phản công. Ông nói và cũng thừa nhận rằng tình hình chiến trường hiện vẫn khó khăn khi binh sĩ Ukraine tiếp tục giữ phòng tuyến phía đông và phía nam đất nước. Tại Kharkov, ông Prokorenko cho hay, Nga tìm cách lập vùng đệm an ninh ở đây. Quân đội Nga đang tìm cách tiến về phía đông tỉnh Kharkov và vượt qua thành phố Kupian nhưng vẫn chưa thành công. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cùng ngày cho biết giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra dọc theo gần như toàn bộ đường chiến tuyến và Ukraine đang gây tổn thất nặng nề cho phía Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ tình hình ở Sami và Chernihiv đang được kiểm soát. Đối phương đang tập hợp quân trong lãnh thổ Nga và tiến hành các cuộc tấn công bằng đường không và pháo binh hàng ngày vào các khu định cư biên giới của Ukraine. Họ đang cố gắng phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng, tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái SAS. Cơ quan này cũng khẳng định Ukraine nắm được ý đồ của phía Nga và đang làm cho mọi thứ để phá hỏng kế hoạch đó. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Chúng tôi đang triển khai các lực lượng dự bị và hỏa lực nhằm giành thế chủ động trên chiến trường. Nga mở chiến dịch tấn công mới vào Kharkov hồi đầu tháng này sau gần 2 năm bị đẩy lùi khỏi đây. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, chỉ sau một tuần, lực lượng của họ đã kiểm soát hơn 10 ngôi làng ở Kharkov và tiếp tục tiến công vào sâu lãnh thổ này. Hãng tin TASS dẫn lời ông Viktor Vodolatsky, một thành viên của Hạ viện Nga, trong tuần này nói rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát hơn một nửa thị trấn Votchan ở Kharkov, cách biên giới Nga khoảng 5 km. Theo quan chức này, sau khi kiểm soát được Votchan, Nga dự định nhắm đến ba thành phố ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, gồm Slovian, Ramatok và Pokrov. Reuters hiện chưa thể kiểm chứng được mức độ xác thực trong những tuyên bố trái chiều của Nga và Ukraina. Nhận định về mục đích của Nga khi tấn công trở lại Kharkov, các nhà phân tích phương Tây cho rằng Moscow dường như khó bao vây hay kiểm soát hoàn toàn Kharkov trong tình hình hiện nay. Mục tiêu của Nga có thể là lập vùng đệm quân sự ở đây nhằm đẩy hòa lực Ukraine ra xa các vùng biên giới của Nga. Ngoài ra, Moscow dường như đang tìm cách hút nguồn lực của Ukraine từ mặt trận Biển Đông, nơi quân đội Nga có những bước tiến tương đối chậm chạp. Ở một diễn biến khác, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở Mỹ cho rằng Nga có thể dùng bất cứ lệnh ngừng bắn nào để chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mới trong tương lai kép nhận định lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội cho nga xây dựng lại lực lượng đã suy yếu và chuyển hướng nguồn nhân lực sang mở rộng và cải tổ quy mô lớn thay vì tiến hành các hoạt động quân sự ở ukraine nó cũng sẽ cho phép nga tiếp tục huy động cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình mà không bị hạn chế liên quan đến nhu cầu hoạt động khẩn cấp ở ukraine isvk bình luận thêm nga có thể sử dụng lệnh ngừng bắn để chuẩn bị lực lượng phù hợp hơn cho việc tiến hành loạt hoạt động tấn công tiếp theo nhằm thay đổi chế độ phi quân sự hóa ukraine theo isvk lệnh ngừng bắn chắc chắn sẽ mang lại cho kiev những cơ hội riêng để giải quyết vấn đề phát triển lực lượng quân sự và tăng trưởng công nghiệp quốc phòng tuy nhiên nga cho rằng kịch bản đó sẽ khiến phương tây cảm thấy việc viện trợ cho ukraine ít khẩn cấp và quan trọng hơn từ đó cho phép Nga vượt Ukraine trong việc chuẩn bị giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Nhận định trên được đưa ra sau khi Reuters dẫn bốn nguồn tin Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tạm dừng cuộc chiến ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn. Nga có thể tiếp tục chiến đấu bao lâu cũng được, nhưng ông cũng sẵn sàng ngừng bắn để đóng băng chiến tranh một nguồn tin cấp cao từng làm việc với Tổng thống Putin và nắm được các cuộc thảo luận cấp cao trong điểm Kremlin cho hay. Hai nguồn tin khác cho biết Tổng thống Putin có quan điểm rằng những gì Moscow đạt được trong cuộc chiến cho đến nay đã đủ để tuyên bố chiến thắng cho người dân Nga. Tuy nhiên, giới chức Ukraine bày tỏ hoài nghi về việc Nga muốn đóng băng xung đột. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba kêu gọi các đồng minh cần thận trọng với bất cứ đề xuất ngừng bắn nào của Nga. Hội nghị hòa bình do Ukraine đề xuất sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào tháng 6 tới. Hơn 160 quốc gia đã được mời tham dự, trong đó không có Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những người tham dự hội nghị sẽ thảo luận kế hoạch hành động gồm 3 điểm, song ông không nêu cụ thể những điểm đó là gì. Ông cũng lưu ý thêm, Nga sẽ được mời tham dự ở các hội nghị sau. Những bình luận trên được đưa ra sau khi Reuters dẫn các nguồn thạo tin nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tạm dừng cuộc chiến ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn được đàm phán công nhận các chiến tuyến hiện tại. Ba nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ với một nhóm nhỏ cố vấn sự thất vọng của ông trước những nỗ lực của phương Tây nhằm cản trở các cuộc đàm phán cũng như quyết định của Tổng thống Zelensky về việc không đàm phán với Nga. Bình luận về thông tin này, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 24 tháng 5, Ông Putin khẳng định Moscow luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột, nhưng phải dựa trên lẽ thường và thừa nhận tình hình thực tế. Ông Putin đề cập đến tư cách tổng thống hiện nay của nhà lãnh đạo Ukraine, nhưng đàm phán với ai đó là một câu hỏi quan trọng. Chúng tôi nhận thấy rằng tính hợp pháp của nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đã không còn nữa. Theo quy định của hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của tổng thống Volodymyr Zelensky chấm dứt từ ngày 21 tháng 5. Một cuộc bầu cử lẽ ra phải tiến hành từ tháng 3. Tuy nhiên, do tình trạng thiết quân lật trong giai đoạn chiến sự, Ukraine quyết định hoãn bầu cử.